Bé Bự chào các bạn. Hôm nay bé Bự mời các bạn vào bếp. Bé Bự đãi các bạn một cái món mà rất là đặc biệt nha. Không biết ở chỗ các bạn có hay là không, nhưng mà bé Bự share với các bạn để mình cùng vào bếp cho vui nha. Đó là cái món crawfish sốt bơ tỏi. Rồi bây giờ bé Bự mời các bạn vào bếp ha. Thì cái này á, bé Bự cũng có một phần để làm trước ở trên bếp, thì chút nữa qua bếp thì bé Bự sẽ nói với các bạn ha. Còn cái này về cái sốt bơ tỏi, thì cái này á là một muỗng gia vị crawfish, rồi nửa muỗng cà phê paprika, với một phần ba muỗng cà phê bột ngọt. Các bạn muốn thì cũng được, còn không có thì cũng không sao, cái đó nó tăng thêm cho cho nó đậm đà chút xíu thôi. Với ba muỗng cà phê đường, với một muỗng canh bột năng, với một cây bơ, với 5 phao crawfish. Đây, bé Bự sợ nó bò thành ra bé Bự còn để ở bên kia. Đây là 5 phao crawfish. Bữa nay bé Bự được cái bác quay phim, bác tặng cho 5 phao crawfish, thành ra bé Bự share với các bạn ha. Rồi bây giờ mình vô bếp nha. Bây giờ đó thì trên bếp này, trong cái nồi này thì bé Bự có cái nồi sốt, nồi nước. Nồi này là bé Bự nấu này, nó đang sôi nè. Bé Bự phải nấu trước, tại vì nấu luộc khoai với luộc khoai với luộc sốt xịt với luộc bắp, thành ra bé Bự phải luộc trước. Thì trước tiên bé Bự nói là bé Bự có đó là 3 lít nước ha, với 2 lon Coco Rico, 2 khớp nước cam, với nửa cây bơ, 2 cà phê muối dung, với 2 cà phê bột ngọt, bột gia vị crawfish, với một cà phê đường, với nửa cà phê bột ngọt. Thì bé Bự bỏ vô cái gia vị như vậy, rồi xong rồi cái bé Bự mới bỏ bắp nè, bỏ sốt xịt nè, mà bé Bự luộc xong rồi. Rồi bé Bự luộc khoai tây thì như vậy thôi ha, khoai tây nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi mình khi mà nước nó sôi lên á thì mình bỏ hết cái này vô á, thì nó là mình luộc. Nếu mà tùy theo nha, tùy theo khoai, nếu mà khoai của các bạn mà bự hơn chút á thì mình luộc lâu hơn chút. Cái này bé Bự luộc 5 phút là cái khoai này nó chín rồi. Dạ. Rồi bắp á thì nước sôi rồi bỏ vô thì 5 phút là nó cũng chín rồi. Cái sốt thịt cũng vậy, 5 phút à. Rồi xong rồi á mình sẽ cho cái, rồi cái này là mình vớt cái khoai với bắp ra. Mình luộc 5 phút mình vớt ra. Rồi bây giờ đó mình sẽ cho cái nước này nó sôi lên. Đó, cho cái nước này nó sôi lên. Rồi cái bên này á thì là mình sẽ làm sốt, làm cái nước sốt. Thì để làm cái nước sốt này á, để làm cái nước sốt này á thì mình sẽ cho dầu vô. Mình sẽ cho dầu vô ha. Tỏi rồi bé Bự xay ra, xay cho nó nhuyễn đó. Mình cho cái nước sốt này á, cái nước súp này cho nó sôi trở lại, tại vì nãy bé Bự đang lúc mà vớt ra thì bé Bự cho nó bớt lửa, rồi bây giờ chờ nó sôi trở lại ha. Rồi bây giờ mình chờ cái nước sốt này nó sôi nè, nước cái dầu này nó sôi, mình cho chừng 2 muỗng canh dầu vô nha. 2 muỗng canh dầu vô, rồi mình cho tỏi vô. Đó, tỏi nó cũng thơm mà dầu nó cũng nóng rồi đó.
cho hai củ tỏi vô. Tỏi mình xay, tỏi này á, nhiều ít gì tùy các bạn thôi, nhưng mà càng nhiều thì càng ngon ngon, tại vì mình sốt bơ tỏi đó. Dạ, yeah, đó. Xong rồi á, mình sẽ cho một cái cây bơ này vô. À, cho một cây bơ này vô. Khi mà mình thì lâu lâu mình mới ăn lần thôi nha các bạn, thì mình ăn mà nó không ngon á thì mình thôi thì mình đừng ăn, phải không? Mình ăn phải cho nó ngon rồi lâu lâu mình ăn lần thôi, mình đừng ăn hoài. Rồi sau đó mình cho cái bơ này nó chảy ra nè, mình cho cái bơ này nó chảy ra đó. Bây giờ nước này nó sôi rồi các bạn thấy không? À, nhưng mà bé Bự phải chờ một chút xíu, bé Bự phải lấy ra là 2 cup. Một cái giá này là 1 cup nha các bạn. Rồi lấy ra là 2 cup để mà mình làm cái nước sốt đó. Rồi xong rồi á, mình bé Bự sẽ cho cái crawfish vô, bé Bự luộc đây. Bé Bự phải đổ crawfish vô đó, đổ vô. Nếu mà các bạn làm nhiều á thì các bạn sẽ đun lên nha. Cái này là bé Bự làm là 5 pound thì cái nước sốt vậy là vừa. Rồi bây giờ mình bỏ crawfish vô rồi ha. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Và bây giờ cái này là nó sôi rồi ha các bạn. Nó tan bơ rồi. Nó tan bơ rồi á thì mình sẽ cho cái paprika vô. Rồi mình cho cái gia vị crawfish vô. Đó. Rồi mình cho chút bột ngọt vô. Rồi cho đường vô. Đó, xong rồi. Rồi. Rồi á mình sẽ cho cái nước sốt này vô. 1 cup. Đó. 1 cup với 1 cup rưỡi. Còn nhiêu đây á là mình để mình hòa với lại cái bột năng. Dạ. Yeah. Đó. Mình hòa với bột năng. Nãy bé Bự lấy ra 2 cup nè, giờ bé Bự hòa với bột năng ha. Đó. Mình hòa với bột năng cho nó xanh xách lại thôi. Mình chừa cái nước sốt này lại á, để cho trường hợp mà nếu mà cái bột năng á mà nó đặc quá thì mình cho vô từ từ. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Vậy là chắc vừa rồi đó. Hay là cho hết cũng được, thôi cho hết đi. Rồi. Coi như là vừa đúng 2 cup á. Đó. Các bạn thấy không? Nó nước sốt nó rất là vừa. Đó. Rồi bây giờ á mình mới test nè. Mình mới test coi nếu như coi nó vừa với khẩu vị của mình không. Đó. Ngon. Ngon quá. Rồi, bây giờ vậy là xong cái phần nước sốt rồi nha các bạn. Bây giờ mình đem qua bên này. Đem qua bên này mình để đây đi ha. Rồi. Bé Bự sẽ múc ra cái chén. Bé Bự múc ra cái chén này để mà mình thích ăn, nhưng mà mình chấm á. Mình chấm với crawfish á thì mình sẽ chấm. Nhưng mà cái sốt này còn lại thì bé Bự sẽ cái này nó bị nhiễu, để bé Bự lấy cái khăn cái nha. Nước sốt này còn lại hồi mình sẽ trộn với lại crawfish.
Đó, đây là hai chén nước sốt. Đó. Rồi, còn cái nước sốt này để lại đây. Ha, bây giờ bé Bự sẽ qua bên này coi coi tình trạng của nó làm sao rồi ha. Bây giờ đem ra, đem cái này qua bên này. Các bạn biết không? Khi mà mình đổ vô rồi á, mà cái nước này á nó sôi lên trở lại, mình phải để đồng hồ nha các bạn, phải để 5 phút mình sơ nó lên vậy nha. Đó. Mình cũng phụ với nó một tay đó, rồi á mình chờ cho nó sôi bùng lên. Cái này là mình để lửa lớn không nghe các bạn. Cái này thì ở có rất là nhiều cách mà để nấu nha các bạn. Mỗi người một kiểu. Đâu các bạn thử làm theo kiểu của bé Bự coi. Ăn coi có ngon không nha. Cái này cuối tuần là mình uống bia cũng giấm mì lắm. Khi mà mình thấy mà nó sôi lên á thì mình sẽ để đồng hồ là 5 phút. Make sure là cho nó phải là chín, cho nó thật là chín. Nhưng mà trong thời gian này á mình cũng trở nó, mình cũng sơ nó lên. Cho nó sôi bùng lên nha các bạn. Vậy á, với cái lượng nước như vậy á thì với cái lượng gia vị thì các bạn sẽ cho sẽ xài cho là 5 pound raw fish. Thì bé Bự nha, tại vì cái này bé Bự làm thuộc lòng không à, rồi bây giờ mà nếu mà bé Bự share với các bạn thì bé Bự sẽ phải ghi mới nhớ. Bây giờ mình cho là 5 pound raw fish sen thì mình cho là 3 lít nước với 2 lon coco rico với 2 cốc nước cam, mà nước cam tươi, nước cam hộp đó các bạn, với nửa cây bơ hay là một cây bơ gì cũng được, nhưng mà bé Bự thấy một cây bơ thôi nhiều cà bơ quá tội lắm. Rồi 2 cà phê muối dùng, 2 cà phê gia vị mà crawfish. Gia vị crawfish á, thì trong cái bịch đó các bạn. Tại vì bé Bự sớt ra ăn hủ rồi bé Bự không có dự trù cái đó. Đây của Louisiana đó. Rồi mình xài là 2 muỗng cà phê nha các bạn. Rồi 1 cà phê đường với nửa cà phê bột ngọt. Nếu các bạn muốn ăn bột ngọt thì bỏ bột ngọt, còn nếu mà không có bỏ bột ngọt đó thì mình sẽ dùng cái mình nêm nó đi rồi mình thêm chút đường hay làm sao vậy đó. Thêm chút đường thôi. Nhưng mà bé Bự thấy là lâu lâu mình ăn lần mà, chứ đâu phải mà ăn mỗi ngày đâu mà mình sợ phải không. Thì mình ăn mà mình ăn bữa, mình bữa nghiêm bữa nghỉ đó. Các bạn có biết chuyện đó không? Như bữa nay mình ăn, ngày mốt mình nghỉ vậy đó. Bữa nay mình ăn thịt mơi, mình ăn cá vậy đó. Thì cái này cũng vậy. Cái này đâu phải mà ăn cơm thường đâu. Cái này coi như là tuần, 2 tuần, nhằm tới mùa thì tuần, 2 tuần mình cũng ăn chơi vậy thôi. Không có sao. Không có sao đâu các bạn. Mình ăn ban ngày á, đừng ăn ban đêm. Ăn ban đêm là có sao á. Bây giờ khi mà mình thấy nó sôi tim lên rồi, các bạn thấy nó sôi không? Đó, sôi vậy ha. Thì bây giờ là mình phải để đồng hồ là 5 phút. Phải cho 5 phút nha các bạn. Thì nó mới bảo đảm là chín. Sao các bạn có khỏe không? Các bạn bữa nay đi ra ngoài chưa? Bé Bự thì không có đi, nhưng mà bác quay phim bác tặng thì bé Bự nấu xe với các bạn vậy đó. Phải chờ cho nó đúng 5 phút. Nhưng mà trong thời gian này á, thì mình cũng
cũng sơ cũng trở với nó vậy đó các bạn. Dạ không biết ở chỗ nơi các bạn ở thì có không, chứ ở Texas này thì trong cái mùa mà lễ Phục Sinh đó, khoảng chừng tháng 3 là bắt đầu nó có rồi, nó có raw fish này rồi. Không biết các bạn sao chứ bé Bự thì cũng ghiền món này lắm. Dạ ăn cũng ngon mà các bạn. Để cuối tuần mình đổi món vậy đó. Dạ mình phải cho nó sôi lên 5 phút. Có nhiều, rất là nhiều cách nấu. Ngày xưa đó, lúc mà bé Bự làm chợ đó, bé Bự nấu một cái cách khác, nghĩa là coi như là xào bơ với tỏi rồi cứ sóc nhì cho nó chín thôi á. Nhưng mà cái cách đó thì bé Bự thấy không có hấp dẫn bằng cái cách này. Các bạn làm thử coi nha. Tại vì bé Bự phải luộc trước như vậy á, chứ mà khi mà mình, lúc mà mình quay phim á, mình nấu nữa thành luộc đồ rồi thì nó lâu hơn, nó kéo dài thời gian hơn. Thành thử ra bé Bự phải làm cái phần kia trước. Nhưng mà nói vậy là các bạn biết rồi chứ gì, mình có cái lượng nước rồi, mình có khoai, có đồ. Mình muốn ăn khoai bao nhiêu thì mình bỏ vô, mình muốn ăn sốt xịt bao nhiêu thì mình bỏ vô. Nếu khoai lớn thì mình nấu khoảng chừng 10 phút, khoai nhỏ như bé Bự vậy đó, củ khoai vậy thì mình nấu chừng 5 phút là nó cũng chín rồi. Mình đừng có nấu lâu quá thì nó sẽ khi mà nước sôi lên rồi là mình để 5 phút, cũng giống như luộc rau phết vậy đó. Cái đó mình cũng để nó sôi lên để 5 phút. Bắp thì cũng vậy nha các bạn, mình nấu bắp mình cũng khi mà nước sôi lên á thì 5 phút sau là bắp chín rồi, không có cần tới nửa tiếng đâu. Dạ bắp ở Mỹ này nấu cũng lẹ lắm. Bác quay phim bác sợ các bạn quên đó, cái công thức của cái nước mà để luộc cái bắp rồi đó là 3 lít nước nha, 2 lon cocorico với 2 cốc nước cam, nửa cây bơ, 2 cà phê muối dung, 2 cà phê bột gia vị raw fish, 1 cà phê đường với nửa cà phê bột ngọt. Rồi á, bé Bự còn quên nữa nha. Bé Bự còn quên á, là mình cho 2 trái cà chua, 1 củ hành tây vàng đó các bạn, cho nửa củ thôi, nửa củ hành tây. Vậy là xong rồi, không, ngoài ra không có gì nữa hết. Còn cái nước sốt mà cho cái bơ tỏi á, là 2 canh tỏi, 1 cây bơ, 1 canh gia vị crawfish với 3 canh đường với nửa cà phê ớt màu là paprika đó các bạn, với nửa cà phê bột ngọt với 2 cốc nước súp mà mình luộc bắp á với 1 canh bột năng. Dạ vậy thôi. Rồi bây giờ 5 phút cũng trôi qua rồi, thì bây giờ là xong rồi đó các bạn. Con fish mình đã chín rồi đó, thì bây giờ á mình sẽ tắt lửa và mình sẽ vớt raw fish ra. Đó, mình sẽ vớt raw fish ra. Thì bây giờ đó bé Bự sẽ rinh cái thau bắp qua. Đó, rinh cái thau bắp qua thì mình sẽ vớt raw fish ra đây. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Hấp dẫn quá heo. Thank you.
vớt hết hết ra phía ra. Nếu mà các bạn á mà nhiều á thì các bạn làm nhiều hơn, các bạn cũng có thể làm với cái lượng nước này, nhưng mà mình luộc 2 lần hay là 3 lần. Còn cái này á, bé bự chỉ có 5 phao vậy, thì thành ra bé bự sẽ làm chung 1 lần luôn. Dạ, rồi bây giờ để ăn, giờ mình mới chế cái nước sốt này vô nè. Đó, đó. Chế cái nước sốt này lên. Bé bự thấy á, mà đi ăn cái này mà ở nhà hàng á, nhưng mà bé bự cái này là riêng bé bự thôi nha, chứ mình mua về đó, cái nước mình bỏ rô phít vô trong cái cái thau ha, trong cái nồi luộc rô phít đó, mình sẽ rồi mình cho nước vô đầy ngập rô phít ha, rồi sau đó đó rồi mình cho một muỗng cà phê, một canh cà phê muối, canh muối vô, canh muối vô, cái xong cái mình ngâm nó đi, mình ngâm nó chừng 5 phút, rồi sau đó đó mình rửa lại ha, rửa cho bé bự, rửa cho tới chừng nào mà nước trong thôi, chứ nếu mà nước không trong đó mình phải rửa cho sạch thì mới được. Bé bự kỹ lắm, thành thử ra đó ít có đi ăn cái này mà ở ngoài lắm, ăn ở ngoài á đôi lúc mình không biết người ta rửa làm sao, mình cũng sợ nữa. Mà mình làm ở nhà thì mình rồi ở nhà rồi súng nhau lợi rồi vừa lột vừa ăn vừa nói chuyện cũng vui đó. Vậy là giờ mình có rau phít rồi phải không? Bây giờ bé bự sẽ múc ra nè, sẽ múc ra đó, múc ra nha. Múc ra vừa xốt xịt vừa bắp. Bự phải lấy cái kẹp để phải có đủ à, không có đủ thì không có ngon. Các bạn biết không? Nhưng mà tùy theo nhà mình thôi. Ba nếu mà tùy theo nhà mình nhiều ít rồi mình bỏ mình luộc thôi. Mình sốt xịt hay là khoai tây hay là cái gì vậy đó thì tùy theo mình thích thích vậy đó. Dạ. Yeah. Đó. Rồi. Giờ mình cũng phải trang trí lại một chút xíu phải không? Nó cho sốt xịt đồ lên, cho khoai tây lên đó, rồi tặng các bạn một cái con rô phít thiệt là bự nha, nó còn muốn chạy nữa đây. Rồi vậy là xong rồi đó, có khoai đỏ nè, khoai vàng nè, đó đủ hết. Rồi có sốt xịt nữa nè, đó. Rồi bây giờ nghĩ thì cũng tạm xong rồi phải không? Rồi bây giờ bé bự qua bên này, bé bự sẽ mời các bạn ăn raw fish với uống bia với bé bự nha. Bé bự chúc các bạn thành công. Bé bự cũng không quên chúc các bạn được bình an, hết thảy mọi người mình được bình an để qua cái cơn dịch này ha. Rồi bé bự hẹn các bạn ở cái món ăn kế tiếp. Bé bự chào các bạn.